Để biết. Và chưa xong. Ui ghê này, bao nhiêu mục xếp vậy? Cứu tôi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn phải chịu được điều này. Cô Noel, cô là kẻ giết người và đã thực hiện hợp đồng với một quỷ dữ. Chào bạn Isiteru. Hãy tự gánh chịu hậu quả những gì cô đã làm đi. Tôi chỉ muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm giỏi nhất. Cô đã nói với tôi rằng chủ tịch của tập đoàn Stella State là một người kinh khủng. Thật tuyệt vời, cô muốn giết người chỉ vì một lý do ngu ngốc. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho vụ giết người là cánh tay và đôi chân của ngươi. Không ai nói với tôi rằng phải trả cái giá đau đớn như vậy cả. Cô đã giết người, và cô nghĩ điều đó có thể tha thứ. Cô Noel, cô thật đúng là một con người ích kỷ, cặn bã của xã hội. Điều đó... ra đây chính là điều mà cậu muốn à, Noel? Cậu đã chấp hành vì giết người đạt được danh vọng ư? Tôi không muốn nói chung, nhưng lần tới chắc chắn cô sẽ giết tới đền và bảo không ai giỏi hơn cậu đúng chứ? Tớ không muốn làm những điều đó. Tớ chỉ muốn được cứu rỗi. Tớ không muốn phải chịu đau đớn thế này. Cứu. Cứu tớ. Làm ơn. Uầy, sao con này chưa chết? Khi nào anh chơi em được tiếp à? Khi nào? Mình nghĩ là nó sắp xong rồi. Mình sẽ đăng lên đó vào ngày mai hoặc ngày kia thôi. Đau. Đau quá. Ra đây chỉ là một giấc mơ. Đây. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra với mình? Dù sao đi nữa, mình phải tỉnh dậy. Cánh tay của mình đã đứt mất rồi. Cả đôi chân nữa. Tại sao? Tại sao? À, giờ mình mới nhớ. Mình nhớ là đã giao kèo với một ác quỷ trong nhà và tòa nhà bỏ hoang. Và tay với đôi chân của mình. Mà khoan, thấy đôi chân này là sao? Tạm thời game này rất là dài, mình chưa nghĩ mình bỏ được game này đâu. Bằng cách nào đó, mình đã có lại đôi chân. Nhưng mà cảm giác này hơi lạ. Ôi chúa ơi, chúng là chân giả. Nhưng tại sao? Suy nghĩ về nó nào. Và bộ váy của mình cũng được thay mới. Được rồi, trước tiên phải tìm cho ra lý do tại sao mình ở đây lạ lẫm như thế này. Ok. À. Ui, chụp Ben. Đau. Chắc phải cách nào đó đi được với đôi chân này. Ôi không, đợi đã. Giờ làm thế nào đứng dậy đây nhỉ? Khó khăn nhỉ. Không, không, mình đã đứng dậy được. Mỗi lần mình ngã xuống là bắt buộc phải dùng một thứ gì đó làm vật tựa, như sử dụng bức tường và cả thể xác của mình để đứng. Mình lồng tiếng hay á. Chỉ có mỗi game Việt hóa thì mình mới lồng tiếng được thế thôi, chứ game tiếng Anh mình không được. Giá biết có vẻ không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Từ lại có vẻ đang hoạt động nhưng không thể mở được. Đất trong chậu có vẻ bị khô. Hả? Đây chẳng có gì. Ui. Tất cả gì có thể là đi chậm quá không để không bị ngã. Nghe tiện, mình không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tổ chức không biết đây ở đâu, tại sao mình lại ở đây. Nhưng may mắn là mình vẫn còn sống sau khi bị ném xuống biển. Và bây giờ lại có đôi chân nhân tạo này. Điều có nghĩa là ai đó đã cứu mình. Nhưng ai và làm thế nào? Một tủ khóa, nhưng không biết nào để xem trường bên trong. Ok. Một cây đàn piano cũ, Noel nghe âm thanh phát ra từ nó. Có mỗi một tay sao chơi được. Cô ấy với lấy cái đàn piano không suy nghĩ. Nhưng rồi chuyện rằng không thể chạm vào nó được. Mình không thể chơi. Với tình trạng này mình không bao giờ có thể chơi đàn lần nữa. Game này game mới đúng rồi. Cô ấy không nhìn vào cái đàn piano nữa. Chạy. Ra ngoài không nhỉ? Đây là nhìn như khu ổ chuột ấy. Xung quanh đây nhìn lạ quá. Nguyện ông, ông ta nhìn tôi cho giảm cách rất đáng ngờ. Phải không được thân thiện lắm để bắt chuyện. Bà ta nhìn tôi cho giảm cách đáng ngờ. Không thân thiện lắm chứ. Ôi không, không có ai có vẻ bình thường cả. Mình có mệt mỏi khi lại xung quanh với đôi chân tạo này. Có lẽ tốt hơn là mình quay lại. Ok. Cô chơi game này sao á? Một cô bé muốn được giải vô địch của một cái giải piano. Hà đi làm cái tác ước với quỷ. Xong rồi cùng BOOM! Ngạc nhiên chưa? Con quỷ lấy cái tay và lấy cái chân. Ui! Hello quỷ! Chào bạn. Canh mấy tháng sẽ được stream và được đen lắm đấy. Chào mừng quay trở lại. Nhớ đã tỉnh dậy rồi nhỉ? Á! À, ngươi là?
Bình tĩnh nào. Một ác quỷ vĩ đại như ta sẽ không tấn công con người mà không có lý do chính đáng. Tôi nhớ ra rồi, ông chính là kẻ đã chặt tay vào chân của tôi. Sao lắm dần ra làm thế với tôi hả? Ta đang lâm phản ứng tự nhiên. Nhưng không sao, vì nhau không biết gì về chuyện này. Tuy nhiên cũng chả trách ai được. Đây rất là do sự ngu ngốc dạy dột của nhau. Cái gì? Ông nói thế mà nghe được à? Mà quan trọng hơn là tôi đang ở đâu và chuyện sẽ xảy ra sau đó. Được rồi, được rồi. Trước tiên nhóc cứ ngồi xuống cái đã. Kẻo vết thương lại mở ra nữa bây giờ. Ta sẽ nhau biết tất cả sự thật. Vì vậy hãy bình tĩnh. Bây giờ nhóc không có gì để mất nữa. Đây không có lý do gì phải hấp tấp cả. Ý mình điều đáng ngạc nhiên, ác quỷ Carol vĩ đại sẽ giải thích tình trạng hiện tại của Noel. Mà nên là nghe gì ông ta nói. Mình thấy thằng này nó kiểu là cao ngạo. Thế nên mình cho nó tiếng nó hơi cao một tí. Tôi đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra tại nhà của Hang? Ông ra sao ông lại ở đây? Bộ đồ tôi đang mặc ở đâu? Mình nghĩ câu hỏi này quan trọng nhất. Bộ đồ tôi đang mặc ở đâu? Mà bộ đồ tôi đang mặc hình như là cái mới đúng không? À, ta đã tìm một đồ tương tự giống bộ đồ cũ của nhóc. Và ta quăng cái cũ vào sọt rác rồi. Bộ đồ đó không thể sử dụng được nữa. Nó bị nhuộm máu và rách nát hoàn toàn. Nghĩa là ông đã nhìn thấy. Thấy cái gì? Ý ông thay trang phục của tôi nghĩa là ông đã chạm vào tôi à? Đừng biết thái. Sao là với một sự xét trắng của một bé gái như tôi hả? Ồ, ta hiểu rồi. Đừng lo lắng. Ác quỷ không hứng thú gì với cơ thể trần trụi của con người đâu. Một chút cũng không. Hơn nữa, một con nhóc như ngươi chả có gì để nhìn. Như là người thường nói, đợi thêm 100 năm nữa đi. Ông nói chuyện như một con quỷ vậy. Thì nó đích là quỷ mà. Phải, ta là con quỷ. Nhìn mặt nó cao ai đấy. Cái mặt con lúc đấy. Tại sao lại ở đây? Tôi thắc mắc tại sao ông vẫn còn ở đây. Chẳng phải hợp đồng của chúng ta kết thúc rồi sao? Phải, nó đã kết thúc rồi. Hợp đồng thứ nhất là giết chủ tịch của tập đoàn Stella State đã được hoàn thành. Hợp đồng thứ nhất. Nhóc đã thực hiện một điều ước khác. Trong khoảng khắc đó, nhóc đã yêu cầu cứu tôi. Và ta đã chấp nhận hợp đồng thứ hai. Vì vậy, ta lặn xuống dưới biển tìm nhóc, điều trị vết thương và mang nhóc đến đây. Oh, ship. Lên thuyền, lên thuyền. Lên thuyền một con quỷ, một cô bé 16 tuổi. Vỗ tay. Chuẩn bị vào tù à? Ta nghĩ rằng sẽ rất khó nếu sống mà không có tay lẫn chân. Và ta đã hào sóng bao cho nhóc đôi chân nhân tạo này. Vì thế phải tỏ lòng biết ơn trước ta đi. Ta bảo nhóc phải tỏ lòng biết ơn trước mặt ta. Bỏ lệ. Ồ, cảm ơn rất nhiều. Tốt lắm. Ok. Bình tĩnh nào. Mình phải bình tĩnh. Hít sâu thở vào. Rồi, tôi đang ở đâu? Đó là chuyện gì đã xảy ra tại nhà bỏ hoang đi nhỉ? Và lúc đó, ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi trong tòa nhà bỏ hoang đó được không? Ta không cạnh kể với nhóc, nhưng anh chuẩn bị cho cú sốc đi. Nhóc có thể sẽ xác nhận được thực tại này khi biết được sự thật. Sibila, thư ký của thị trưởng muốn nhờ nhóc triệu hồi ta trong căn nhà bỏ hoang đó. Và lợi dụng nhóc sự khế ước với ác quỷ để giết một người trong bọn chúng. Ồ, bé hát gaming đang stream à? Ok, thôi mình tắt stream, mình đi xem bé hát gaming stream nhá, tạm biệt mọi người. Na, đùa đấy. Và lợi dụng nhóc thực hiện khế ước với ác quỷ để giết một người cho bọn chúng. Mà lại không hề biết gì bản chất của hợp đồng với bác quỷ. Ý ông là... Nghe kỹ đây, thỏa thuận với ác quỷ là phải trả một cái giá. Chỉ xác hơn nó là phí của quỷ. Và giá cả thế nào đều phụ thuộc vào ác quỷ. Ý ông là... Cái tay của đôi chân của tôi đều bị... Lấy ra làm vật trao đổi cho phí của quỷ. Chờ chút, điều đó không có ý nghĩa gì cả. Phải chăng tôi đã thỏa thuận với ông là trở thành người dịch trí trong cầm giỏi nhất, nhưng ông lấy mất hai tay của tôi luôn thì chơi piano kiểu gì? Giờ nhìn tôi xem, tôi đã không còn khả năng chơi piano từ giờ trở đi nữa. Ta đã nhìn thấy điều ước của York là giết chết chủ tịch của tập đoàn Stella Space. Ngoài lý do trở thành nghệ sĩ dương cầm hay gì đó khác cho điều ước thì không liên quan gì đến hợp đồng cả. Ồ, ác quỷ sẽ lấy linh hồn con người để làm vật trao đổi chứ không cần tiền.
Loài kỳ bọn ta đáng sợ hơn loài người nhiều. Nhắc đã thấy thế rồi, thế nào rồi đấy, đúng không? Lời Leo Sibila gợi ý với nhóc về việc thực hiện thỏa thuận này. Và nhóc đã bị lợi dụng bởi hai kẻ đó. Tôi đang ở đâu? Trước tiên, tôi muốn biết đây ở đâu. Đâu đây điều thứ tư rồi. Nhóc đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang trong khu ổ chuột. Mình đoán chuẩn không? Khu ổ chuột mà. Không cần phải lo lắng vì không ai sống ở đây đâu. Khu ổ chuột? Tôi chỉ biết đến nơi nó từ trong sách vở. Nhưng tại sao tôi lại ở nơi như vậy? Vì nhóc rồi là một tội phạm đã thực hiện hợp đồng với một ác quỷ. Nếu nhóc được đưa đến bệnh viện thì bọn chúng sẽ bắt bỏ vào nhà giam ngay. Hoàn thành nhiệm vụ, đã hoàn thành để thưởng cầu 1p. Vậy nhóc đã dần dần hiểu được bản thân mình đang trong tình trạng như thế nào chưa? Giờ thì mau tránh được cho ta, đừng bắt ta phải đứng trò chuyện với một con nhóc như ngươi. Ok, chạm biệt ông, bye bye ông. Xem quần áo, ông xem cơ thể của tôi, ông lấy hết sự trong trắng của tôi đi, ông bỏ tôi và phủ hết sạch trách nhiệm của mình đi, thế như thế á? Thứ đàn ông có biết chịu trách nhiệm gì? Có gì á? Rồi. Vậy nhau đã dần dần hiểu được bản thân mình đang trong tình trạng như thế nào chưa? Tôi đã hiểu. Rồi, thằng này trong tình trạng là không có nhà, không có bố mẹ, trở thành tội phạm và bị truy nã. Vẫn còn một thứ tôi chưa hiểu. Tôi đã hiểu tình hình hiện tại và đã biết lý do tại sao ông đã cứu tôi và giờ lại đang ở đây. Giờ nhau thắc mắc gì nào? Mau nói ta nghe thử. Ông sẽ bắt tôi trả giá cho hợp đồng thứ hai. Vì ông đã cứu tôi nên muốn tôi trả giá bằng cả mạng sống của tôi à? Có phải vậy không? Sai rồi nhóc con. Hả? Ta không muốn một thỏa thuận vô nghĩa như vậy. Nghe đây, một hợp đồng với ác quỷ phải mang bản chất đen tối. Con người bán linh hồn của họ cho quỷ dữ để đạt được tham vọng. Nó phải là ký giao thật ngu xuẩn, kinh tởm và vui nhộn. Xé đứt một cánh tay để đạt được sự giàu có, rút ra tuổi thọ để đạt được hạnh phúc. Hội tụ những tham vọng ngốc đó là bản chất để làm nên một thỏa thuận với ác quỷ vĩ đại. Họ chúng chôn vùi tâm hồn vào đống vàng bạc danh vọng, mặc cho thân xác bị tổn thương và bị hủy hoại tới chết. Với ta đó là một thú vui tao nhã. Hãy nhìn vào Russell, hắn ta lợi dụng lỗ hổng cho hợp đồng của ác quỷ và một đứa ngu ngốc như nhóc thậm chí không biết ác quỷ là gì. Đừng làm hỏng đi, đã làm hỏng đi vẻ đẹp của nó. Loài người các người nên dừng lại hành động đê tiện này và phải sợ hãi, tôn kính trước ma quỷ và quyền lực của bọn ta. Cái gì? Sao nghe như là chỉ tôi là người có lỗi hết vậy? Ôi nhìn mặt nó kìa, xinh khao ai thế? Tôi nên là người phải trách nhiệm cho ở đây là ông ấy. Đúng rồi, chịu trách nhiệm đi. Đúng rồi. Tôi không có ý định thỏa thuận ác quỷ. Nếu nó thực sự quan trọng như vậy, thì loài quỷ mấy người phải suy nghĩ cho kỹ trước khi thực hiện hợp đồng mới đúng. Ta đã hỏi nhóc. Nhưng mà thằng này cũng giận rồi này. Nhóc đã nói lên mong muốn của bản thân rằng muốn giết được ai đó bằng cách làm một hợp đồng với ác quỷ. Ta đã cân nhắc lại yêu cầu đến hai lần. Lẽ ra nhóc phải hiểu điều đó rồi chứ. Là sao tôi hiểu được? Có phải giải thích cho kỹ theo lúc đó chứ? Nhóc, ta là đơn niết sức. Thứ đầu chim. What the fuck? Đang có phải chém. Đang vào ác quỷ vĩ đại. Sao cũng được. Tóm lại, cả hai đều bị lừa một thỏa thuận không mong muốn. Tôi sẽ hủy hợp đồng vì vẽ trả lại cánh tay và đôi chân của tôi đây. Sao mà trả được? Bị ngu à? Mọi thứ không thể dễ dàng mà muốn là có là được. Không ai có thể trở lại từ cái chết, và nhắc cũng không thể hủy hợp đồng được. Vì vậy, hãy cố số hết phần còn đời còn lại của lóc với thể xác phế nhân đó của nhóc đi. Không đời nào. Tôi không thể chơi piano và không có tay và chân được. Tôi thậm chí không dám nghĩ về nó. Không được chơi đàn. Tôi chỉ muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm giỏi nhất. Đó tất cả những gì tôi muốn. Nhắm mắt. Ta có tin nhốt cho nhóc. Là gì? Ta không phải một con quỷ nhân tâm, vì vậy ta cho phép thương lượng có lợi cho đôi bên.
Nó đã thỉnh cầu ta giết chủ tịch là Stella State, nhưng mà bị ép buộc với điều ước đó, đúng không? Phải, đúng vậy. Nếu nhóc biết trước rằng sẽ mất cánh tay và chân, thì nhóc sẽ không thực hiện cuộc thỏa thuận đó. Dĩ nhiên là không rồi. Được rồi, đây có thể được coi là một thỏa thuận không công bằng. Tuy nhiên, tuy không thể phá hủy hợp đồng, nhưng ta sẽ cho nhóc một cơ hội khác. Nếu nhóc có thể đánh bại hắn, kẻ đã lừa nhóc dính líu đến vụ việc này, ta sẽ hoàn lại mọi phí của quỷ mà nhóc đã trả. Hắn, ý ông là... Đúng rồi. Russell Burroughs. Hắn ta là giả vờ là một người tốt, nhưng sự thật là một tên cực kỳ nguy hiểm nhất ở Laplace. Ngay cả hợp đồng thứ nhất của nhóc, nó không hề liên quan đến việc trở thành nghệ sĩ dương cầm danh giá cả. Nó đơn giản chỉ là chủ tịch tập đoàn Stella State đã can thiệp vào một món tiền hơi của Burroughs. Đó là tất cả. Vì thế hắn đã bịa ra một số câu chuyện để thuyết phục nhóc. Đúng rồi, mình đoán ngay từ đầu rồi mà. Mình đã đọc quá nhiều chuyện để mình biết được chuyện gì xảy ra. Và nhờ nhóc thử tên chủ tịch dùm hắn bằng cách sử dụng sức mạnh của ác quỷ. Ta cho rằng đó là mục đích của chúng. Vậy, ông hãy yêu cầu tôi chiến đấu chống lại Bros. But how? Con này là một con mất một tay, hai chân giả, không một súng, và bộ quần áo màu đen. Và xinh, hết. Nó có sức mạnh gì không? Không. Chính xác là trả thù. Vì tên thị trưởng đó là lợi dụng nhóc. Bằng mọi giá nhóc phải khiến hắn ta tắm trong máu của hắn. Trả thù. Người đã thỉnh cầu cứu tôi. Hợp đồng này có hiệu lực cho nên khi nhóc hoàn thành việc trả thù cho bản thân. Thành thật mà nói, ta đã rất tức giận. Bọn chúng đã lợi dụng hợp đồng để làm chuyện hèn hạ với một ác quỷ cao cấp như ta. Để trả thù và lệ tay vào chân của nhóc. Nhóc phải cần đến sức mạnh của ta để chiến đấu chống lại chúng. What is happening right now á? Bây giờ mình đang chơi một cái game mà mình cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Ta cần phải ngăn chặn của chúng và phá hủy hợp đồng vớ vẩn này. Ta cần một người lập khế ước. Tuy ta không hề hài lòng với điều này, nhưng ta và nhóc cần phải hợp tác với nhau để đạt được điều chúng ta muốn. Sao game này lên được 8 season được nhỉ? Tôi không thể tha thứ cho bọn họ. Đúng rồi, phải như thế. Còn phải chú đem mọi hận thù lên Burroughs và Sibylla. Vì vậy, tôi sẽ tự bản thân thành trừng phạt bọn họ. Đúng rồi, nhóc sẽ làm gì nào? Hãy cho ta thấy lòng căm thù của nhóc lớn đến cỡ nào đi. Tôi sẽ đi và nói chuyện trực tiếp với ông ta. Hả? Hả? Sao đang ngầu vậy? Tự dưng... Cơ lạc cơ tớ. Thằng dịch kêu này. Các bạn dịch kêu này cười đấy. Tôi gặp ông ta tới dinh thự thị trường được không? Ôi tên nào! Dinh thự của thị trường chẳng khác gì các cứu kẻ tù. Thật cứu khi tiến thẳng vấn đề nguy hiểm như vậy. Nhưng tôi chỉ muốn đến đó để hỏi một số câu hỏi. Vậy có vấn đề gì không? Nếu có giống là như ban ngày gì nữa. Nếu ta nhìn nhầm thế là sao tất cả những người nắp phẳng. Nhất là bằng chứng sống để tố cáo tội ác của bọn chúng. Nếu đến các chúng bây giờ, chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Một kẻ đã biết quá nhiều cũng giữ trên đường trước cửa kẻ kẻ thù vào góc cửa. Xin chào, nhớ tôi không? Thì bọn chúng sẽ làm gì? Chắc chắn, tuyệt đối sẽ bị giết thêm lần nữa. Quên chuyện đó đi. Nhưng mà... Chết đi sợ. Đối chết tiền bắt mình nếu không chạm trực tiếp ông ta. Ôi dồi ôi, con này ngây thơ quá. Ta có tin rằng thị trưởng là một kẻ giật dây mọi chuyện. Không phải Laplace sẽ tin điều đó. Nhóc để quên não dưới đại dương à? Danh danh trước mặt thì thấy vẫn không tin. Không có gì lạ nếu Russell nhắm vào nhóc là một tiệm ám sát cả. Ở không nhân thiết phải theo tôi nếu không muốn. Tôi thậm chí không hiểu mặc dù ông đã nói ra biết sự thật. Nếu ta để nhóc đi một mình, chắc chắn nhóc sẽ chết trong một giây. Và chúng ta sẽ không bao giờ có thể ghi đề lên hợp đồng cũ. Tuyệt. Chỉ một lần thôi đấy. Nếu nhóc không có lý trả thù Burroughs thì ta không có lý do gì để giúp nhóc nữa. Nhưng ta không thể để nhóc chết ngay bây giờ. Ta sẽ giúp nhóc lẻ vào dinh thự của hắn lần này. Ôi rồi. Đi cần nước. Noel, cậu báo thù sinh tử. Chương 1, trả thù. Season 1 đấy. Như thế này cuộc báo thù lại rất dài đấy à.
Các bạn từ từ nhá, mình đi lấy nước rồi đó. Không có nước thì mình không thể nào mà lồng tiếng ổn thỏa được. Đau họng quá. Thế à, chờ mình 5 phút nhá. Rồi, mình về rồi đây. Trời ạ. Ôi trời ơi, xin lỗi mọi người vì đã biến mất trong vài giây. Sao rồi? Đã quen được đôi chân đó chưa? Chưa, tôi chưa quen đâu. Ông chặt đứt chân của tôi mà. Nếu đi chậm thì không có vấn đề gì. Cẩn thận, nhau không thể sử dụng tay để chống đỡ nếu bị té đấy. Là bơ đừng nói với tay của tôi nữa, khi tôi phát điên. Ta vẫn cảm thấy bất an trong chuyện này, mà nhau cứ khăn khăn đuôi thòi đến đây cho bằng được. Tôi cần phải nghe trực tiếp từ ông ta, nếu không, tôi không thể tin vào suy nghĩ của mình được. Liệu thị trưởng Burroughs thực sự lừa dối tôi hay? Nhóc mất trí rồi. Hắn ta là kẻ đầu tiên lừa dối nhóc, và sau đó còn cố giết người diệt khẩu nữa. Vậy mà nhóc vẫn tự nguyện đi gặp hắn ta. Nhóc quá ngây thơ khi biết rằng sự thật sẽ không bao giờ có thể thay đổi được đấy nhóc con. Nếu gặp hắn, nhóc sẽ thấy sự thật tàn nhẫn đến mức nào, thì ta buộc phải đi theo canh chừng nhóc. Noel Security. Đó là tên của tôi, ác quỷ Karen. Thật thô lỗ khi gọi tôi bằng ngươi hoặc nhóc. Dài dẳng quá, ta thậm chí không nhớ nổi họ của nhóc. Thôi thì gọi là Noel vậy. Này Noel, Rose hiện tại đang trong dinh thự của hắn. Trước tiên, chúng ta phải tìm cách vượt qua khu vườn mà không bị lính canh phát hiện. Ok. Ta lại xếp tiếp à? Ra là vậy. Nhiệm vụ xuất ngoài để được đích. Oh shit. But how? Nhiệm vụ mở. Gợi ý, Noel là một NPC. Xuyên suốt nhiệm vụ, Noel di chuyển như một NPC và bạn đi xuyên Karen. Ở vai trò Karen, bạn phải luôn theo dõi mọi kẻ thù đang rình rập Noel. Ai rep lại video không? Có chứ, mình luôn trả rep lại, mình có bao giờ bỏ đâu. Hôm nay một tuần sáng có trận của Bỉ và Pháp. Phải hơi theo dõi kẻ thù đang rình rập Noel, phải cố giá. Hai người cô ấy bằng hết khả năng của nào. Có vẻ như Noel muốn nói gì đó. Chỗ này có lính canh. Dinh thự của thị trưởng là một tòa nhà quan trọng nhất trong thành phố. Nó được giám sát chặt chẽ 24/7. Thậm chí thì con ít nhóc cũng hiểu. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận để không bị bọn chúng bắt. Và sao chúng ta phải rình rập lén lút nhan trộm thế này? Không phải chỉ một cái búng tay của ác quỷ là mọi thứ đều giải quyết hết à? Giống cái là một tòa nhà bỏ hoang ý. Ác quỷ chỉ được phép sử dụng ma thuật tại thời điểm giao dịch sự kiện thôi. Nếu nhóc muốn thì có thể làm hợp đồng khác với ta ngay tại đây. Thôi xịt kiểu. Chúng ta phải cố nhanh gọn lẹ vừa ẩn nấp trong bóng tối để tiến lên phía trước. Nhưng tôi không thể di chuyển nhanh như ông với đôi chân dài được. Chết tiệt. Từ khi nào ta phải đóng vai trò vú em cho một con nhóc phiền chết thế này được này vậy. Ta sẽ đỡ nhóc. Vệ đình có mà Nga đấy. Đúng rồi, đỡ đi. 24/7 là... số 7 ấy là tự chia số ngày trong tuần 24 giờ, tức là ấy, theo dõi suốt 168 tiếng trong tuần ấy, tôi không bỏ một cái tự không bỏ một cái thời gian nào luôn ấy. Đó định nghĩa của 24/7. Còn 24/24 chỉ là full ngày thôi, nhưng không phải full tuần. 24/7 là full tuần đấy, để dễ hiểu nhá. Sẽ nhanh hơn nhiều so với việc nhìn nhóc để tự đi. Gợi ý có như gì chứ, vì nó không thể tự trở tự do nên có một số chỗ cô ấy không thể vượt qua một mình. Nếu đi qua những tôi này không đi qua được thì sẽ nhanh chóng tới đấy.
Vào nói chuyện Ren và được cô ấy học hắn ta. Mày mặt đi thằng Paul nhá. Nhìn mặt mày đi thằng Trung Quốc ấy. Hoàn thành. Hoàn thành, nếu mà tay xuất sắc cậu được thưởng 2p rồi. Đó là xếp này. Dinh tự 2. Tôi làm thử sẽ rất xu xẻ. Còn ta đã bắt đầu mệt đấy. Ở đây là gì đấy? Đây là một thuốc mỡ. Hả? Ồ. Nani? Ai đó? Họ phát hiện ra chúng ta rồi. Chết tiệt, nó bất cần quá đấy. Chỉ có một vài tên vệ sĩ. Có thể ta sẽ xử bọn chúng trước khi chúng kịp vào tiếng tay còn lại. Gợi ý bảo vệ Noel. Noel rất mỏng manh và không cách nào cô ấy có thể chiến đấu. Nhưng Caron hoàn toàn có thể. Caron có thể dễ dàng chế cự con người trong trận chiến. Vì vậy nên đập hết bọn chúng trước khi bọn chúng tiếp cận được Noel. Hay như lần này, Caron phải hành động như là chắn bọn Noel. Đừng để kẻ thù đến gần cô ấy. Nhiệm vụ mở. Hoàn thành. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Điểm thưởng hay không sơ cứu hoặc một. Thật ấn tượng. Ông hãy hết bọn họ chỉ trong một đốt nhạc. Đừng có khinh suất. Về mặt kỹ thuật, tao phải áp kỷ dạng chiến đấu thường xuyên. Nếu các bạn cứ xem mà không comment làm sao đâu, nhưng comment mình có động lực hơn để mình chơi nhé. Chúng ta có thể nói chuyện mà. Được lại không? Tuy tao có thể chế ngự con người một cách dễ dàng, nhưng tao sẽ sớm kiệt sức nếu phải tiếp tục chiến đấu trong một khoảng thời gian dài. Nói với ông yêu lắm à? Hơi thất vọng một chút. Nhóc sẽ là người cuối cùng nói điều đó. Để ta cảnh báo nhóc trước khi chuyện không ai xảy ra. Ta chỉ ra tay giúp nhất lần này để hoàn thành hợp đồng của chúng ta. Ngươi nên biết rằng ta không phải đồng minh của nhóc. Tôi biết. Tốt. Ồ, cái gì kìa. Ồ, phun máu luôn. Gợi ý hộp sơ cứu cá nhân. Nếu bạn tìm thấy một nó phát một sáng màu trắng thì đó là hộp sơ cứu cá nhân. Bạn có thể khôi phục lại sức khỏe Caron. Hãy sử dụng nó bất kỳ lúc nào bạn cần đến. Đúng rồi, cái này là ngôn tình đấy. Tôi thấy giống một con quỷ ở một con bé. Oh shit, cái gì kìa. Chúng ta cần đến nơi rồi. Từ đây thôi thể dinh thự của ông ta. Ta muốn hỏi nhau cho trường hợp này. Là thế nào chúng ta đột nhập vào tòa nhà đó? Tất nhiên là chúng ta sẽ tìm đại một cửa sổ đang mở bất kỳ nào đó hoặc một lối đi vào khác. Và ta sẽ vô bằng lối đó. Nếu vậy, ta không nên ở đây lâu. Từ đây dọc qua phía sau tòa nhà xem. Nhau có thể ý thấy con hẻm ngay trước mặt chúng ta không? Nó sẽ dẫn chúng ta đến phía sau tòa nhà. Rồi, ok. Đây là rồi, vì chúng ta đi ngay là đi ngay tức. Khoan đã, đừng ngốc. Nó nhìn phía trước kìa. Cái gì thế? Bộ nhóc có thấy chùm sáng ở đằng kia à? Ồ, hình như khác với ánh đèn ở ven đường. Nhóc ngây thơ vất lực. Vậy mà vẫn quá lẹt vào trong bằng được dinh thự của thị trường đấy. Nghe chưa kỹ đây. Chúng ta phải làm gì đó với chùm sáng ở đằng kia. Nếu không, chúng ta sẽ không thể tiến lên phía trước được. Có vẻ như vị trí phát ra ánh sáng nằm trên tầng thượng của tòa nhà. Chỉ có một cách duy nhất, đó là phải lia lên đó làm thay đổi hướng ánh đèn. Nhưng mà, là sao lên trên đó được? Điều đó đối với ta cũng khó. Nhưng nếu nhóc chịu ở yên tại đây, thì việc đột nhập sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tới đây rồi nhưng tôi không được phép vô là sao? Ta biết điều đó, vì vậy ta mới nói để mấy ánh đèn đó cho ta lo. Nghe kỹ đi nhóc, ở đằng kia có chỗ để leo lên kia. Khi Caron tấn công kẻ thù phía sau, có ai tung ra một cú đánh chí mạng, gợi ý tấn công ngầm. Vì thế con có thể kẻ thù hai con kẻ thù trong một lần đánh không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Hãy thử nó bất kỳ lúc nào có cơ hội. Nhiệm vụ mở. Quay đằng sau đi. Cũng không cao lắm nhỉ. Ta có thể bắt đầu leo từ đây. Gợi ý khả năng thể chất của Caron. Caron sở hữu một khả năng về thể chất lẫn tốc độ. Nó có thể vượt qua chướng ngại vật và phổ dung một cách dễ dàng. Sẽ có một dấu hiệu xuất hiện nơi Caron có thể nhảy qua được. Chỉ đơn giản nhờ phí mũi tên di chuyển hoặc nhân chuột với các dấu hiệu có thể nhảy được. Ồ. Chỗ này có vẻ khá cao để nhảy lên được. Có vẻ đến lúc phải sử dụng đến dây xích tử thần. Gợi ý, dây xích tử thần của ác quỷ. Caron sẽ triệu hồi một loại vũ khí có tên gọi là dây xích tử thần và có thể sử dụng nó trong nhiều tình huống khác nhau.
Chỉ sử dụng dây xích tử thần ở những nơi có dấu hiệu cho phép xài. Mà cách nhấn phím mũi tên di chuyển hoặc nhấp chuột vào các dấu hiệu có thể sử dụng được. Hả? Hoàn thành. Đó. Tên bảo vệ đó có chú ý được hướng này. Ta phải cởi tông hoàn ra từ phía sau. Chắc vừa tiết tốt hơn đi bản từ trước rồi tính. Nhiệm vụ mở. Có thể xử thằng này trước không nhỉ? Ta phải tạo một lối đi an toàn vào con hẻm dẫn ra phía mặt sau của tòa nhà. Để ta cần làm chỉ chỉnh hướng này ở phía bên trái, ở phía trước lối đi của tòa nhà. Rồi. Hoàn thành. Hoàn thành, ok. Còn rồi, chúng ta đi vào ra phía sau tòa nhà. Nghĩ lại bác quỷ vĩ đại ta phải làm một công việc tẩy nhà đây à. Dinh thự 4. What? Con bé, đừng. Từ từ đã nào. Ô, cả có cửa sổ mở kìa. Nhìn kia, trên kia một cửa sổ đang mở. Trên tầng 2 lận à? Thế thì không vấn đề gì với ta rồi. Nhưng còn nhóc thì chắc cũng hiểu rồi đấy. Cõng đi, cõng đi, cõng đi. À, hình như có một cách. Ta sẽ lên đó trước. Nếu ông leo lên đó trước thì tôi phải làm gì? Đừng lo, đợi ta lên đó ra sẽ kéo nhóc lên. Kéo tôi lên. Ông biết là tôi không có tay mà thì sao mà kéo. Không sao, ta sẽ bổ nhóc vào cái xích này rồi kéo lên đó. BDSM. Buộc tôi với dây xích à? Có nhất thiết phải làm thế để hiểu được nhân vật phía sau không? Ông nghĩ đó là ý kiến hay ho cho việc một cô gái xinh đẹp như tôi và dây xích được kéo lên như cá mắc câu à? Ý mồm! Tiền này câu không cần tôi biết. Ta đang cố gắng giúp nhóc rồi đấy. Không chịu đâu, không chịu đâu. Tôi thà chết còn hơn với để ông làm kiểu đó. Một người sơ quyết đi, không được phép làm chuyện đáng xấu hổ này. BDSM. Nó nằm xuống ăn vạ kìa. Thôi bắt xạo đấy. Nói bên đó để ta kéo ngươi lên nào. Ông là một quỷ vĩ đại cơ mà. Mau tìm cách nào đó để nhẹ hàng ngươi đi. Ấy chết, tôi không thể tự mình ngồi dậy được. Chào bạn Angel Alice. Anh ơi, làm sao gửi fanart cho anh á? Các bạn gửi qua Messenger trên qua cái ở trên Facebook là được. Còn không thì đấy, cửa vào Facebook thôi, hoặc là Gmail là được. Không sao cả. Mau tự mình ngồi dậy được. Ngủ chưa con? Gợi ý kéo Noel trên. Để Noel lên tầng 2, Karen cần phải leo lên trước và sau đó kéo Noel lên. Vậy, Karen cần phải đảm bảo có một chỗ đứng vững vàng, vững chắc để có thể sử dụng xây xích. Và kéo Noel lại tại vị trí thông thoáng để Karen có thể xử lý dễ hơn. Nhiệm vụ mở, đẩy Noel. Sao mình lại đẩy Noel này? Ây da. Để vào đây à? Không. À, mình nghĩ là mình sẽ đẩy nó tiếp lên trên kia. Chỗ này là đẹp này. Đúng không? Ông thật là xấu tính, mà đưa tôi dậy nào. Chỉ khó nằm yên nó đi. Ta sẽ đưa nhóc dậy sau khi kéo nhóc được lên trên này. Ôi, fuck up rồi. À. Phải như gì là sai sai rồi. Sai sai. Nhưng mình vừa bị lỗi rồi thì phải. Lỗi rồi đúng không? Tắt. Ồ. Trước tiên là phải để con này qua bên này. Game này nó bán cùng với cả Angel Update ở trong cùng một cái pack ấy, ở trên Steam ấy, nên mình nghĩ nó có liên quan đến nhau. Được rồi, giờ nằm yên nó đi. Ông có chắc nó an toàn không đấy? Nó không đến quá cao ra đâu, nên đừng có sợ. Tại vì bạn ngân phạm. Xem ta câu được con gì đây này. Em nhớ đến ra anime rồi chứ không phải sắp ra đâu bạn ơi. Mình thấy nó bỏ có quá nhiều thứ ở trong game. Mặc dù nhìn nét vẽ cũng không phải quá tệ nhưng mà
Nói chung là mình không thích anime lắm. Đấy, nói chung là thế. Tất nhiên đây mới chỉ được một tập nên mình không thể nhận xét kỹ càng được. Thôi kệ. Đau, đau lòng có biết không? Không có thể kéo tôi lên một cách nhẹ nhàng à? Nếu nhóc và bàn giữ được vào sợi dây thì ta đã làm theo ý nhóc rồi. À, bảo mật xung quanh nhà này rất chặt chẽ, nhưng giờ ổn rồi. Trong tòa nhà này chắc có rất nhiều căn phòng, rất có khả năng số nhiều vị sĩ của hắn ở bên trong cũng ngang ngửa bên ngoài. Cuối cùng chúng ta cũng vào được đây. Nếu nhóc muốn hắn ta nói sự thật thì được thôi, nhưng phải cẩn trọng. Như ta đã nói trước đó rằng bọn chúng rất sợ xem nhóc như người đã chết. Nếu hắn phát hiện ra nhóc vẫn còn sống, chúng ta sẽ biết sự thật nếu gặp được ông ta. Mau đi nào, sao con lại cứng đầu thế nhỉ? Hoàn thành. Để thưởng hộ vệ, để không phạm lỗi cũng không phê sát. Gợi ý trang bị. Bạn nhờ nhận được một trang bị được gọi là hộ vệ. Mang thêm đĩa Karen để tăng cường trạng thái. Nếu bạn nhớ kỳ dòng trang thái, hãy chủ động trang bị cho Karen. Hãy trang bị cho Karen. Hả? Ồ. Game bố chuyện là romance không á? Mình nghĩ là sẽ có romance vì game này tận 8 season. Nhưng mà giữ một con quỷ một con người thì mình nghĩ hơi khó. Yên tĩnh thật. Chắc không có ai xung quanh đây. Giờ giúp tôi đi tìm văn phòng của ông ấy nào. Trên tầng 3. Tầng 3 nằm bên trái, tức là phía trên chúng ta. Chính là phòng của thị trưởng trong tòa nhà này. Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng sao ông biết? Bất kỳ ai cũng có thể xem sơ đồ ở tòa nhà này. Nhóc có biết điều đó à? Ông nói nhiều quá rồi đó. Mau đi nào. Tuy không có lính canh gần đây, nhưng không thể chắc chắn được rằng sẽ không đối đầu với bọn chúng. Chỗ này là tôi có một chút lo sợ, nhưng tôi không sao. Ê, cái gì thế? Đó là... À thôi kệ, cứ đi tiếp đi. Fuma. Đây chính xác là văn phòng của Bros. Nó chơi 12 giờ hay không á? Chắc là không. Nghe về lâu hơn trái tim phù thủy gấp 3 4 lần à? Ok, không sao, có nhiều game dài mình stream được càng nhiều, các bạn xem được càng nhiều càng tốt chứ làm sao đó. Chứ mấy game ngắn quá thì mình cũng lười stream lắm. Nhưng mà chủ yếu là game này vì hóa là season 1 nên chịu. Ta ta là... Ok, có sếp, giờ mình sẽ chết. Tần tần tần. Ai đó? Ngài khỏe chứ, thì trưởng Burrows. Con nhóc này từ địa ngục trở về chỉ để tìm ngươi đấy. Đã hiểu rồi, đoán xem có gì ở đây này. Karen, tao đoán ngươi đã cứu nó. Mà tao đã lập một sao kèo mới. Một dao kèo. Ta hiểu rồi. Ngạc nhiên đấy Noel. Cô đến đây vào giữa đêm mà không có cuộc hẹn nào. Vậy cô muốn gặp ta chuyện gì? Tự dưng muốn giết thằng này. Tôi mới nghe sự thật vào ngày hôm qua từ chính miệng ngài. Karen nói với tôi rằng ngài đã lừa tôi. Và tôi vẫn còn nhớ Sibylla đã làm điều gì đó khủng khiếp với tôi. Nhưng đâu có phải một sự lầm lẫn gì đó chăng? Ồ, không biết có phải tôi đã bị lừa một con quỷ hoặc là Sibylla đã tự ý hành động một mình và cố làm theo lời của ác quỷ. Hay có thể là vì ngài là thị trưởng của chúng tôi, Russell Burroughs. Sao con này bị ngu thế nhỉ? Bị ngu nặng lắm đi. À! Vẫn còn nghi ngờ con quỷ này, trong khi con quỷ này là cứu nó. Thực ra mình cũng không biết lắm, cũng có thể là lừa tiếp thật. Tất cả mọi người ai cũng nghĩ rằng ngài có tầm quan trọng như thế nào trong thành phố này. Và cái ngày hôm đó, chính ngài đã bên cạnh ăn nổi tôi nên không lý do nào chuyện đó xảy ra được nhỉ? Đúng rồi, nó xảy ra rồi đấy mày. Mày đã bị vứt xác một cái xác mất cả hai tay một à, mất hai chân một tay xuống dưới biển. Ui không? Thằng này mà lừa tiếp rồi mày. Noel, cô đến chỉ tại đây chỉ là hỏi gặp ta để hỏi một câu ngu ngốc thế à? Đúng rồi, ai chơi game này chắc chắn phải nói rằng con này ngu thật. Nếu đúng là vì vậy thì mày đúng là một con ngu. Cái gì?
Thôi nào, đừng làm tao mắc cười chứ. Một tao đã lên kế hoạch sử dụng mày thu một thế thân cho ác quỷ. Nhưng giờ mày vẫn còn sống và còn ở đây, không với một con ác quỷ thì giết tao. Tao hận. Đừng bắt tao phải tốn thời gian với những quỷ đã qua rồi. Tao đã Sibila là hỏng việc, nhưng cũng khá ngạc nhiên khi thấy mày ở đây. Noel Security, để tao cho mày thấy mày thấy về sự thật về Russell Bros này. Muốn biết tại sao tao lợi dụng mày không? Đơn giản thôi, để bắt mày phải trả giá cho quỷ thay tao. Tao chắc tên đó đã giải thích tao kèo quỷ cho mày rồi nhỉ. Mày phải trả cái giá cho tao kèo đó. Trên thực tế, số lượng giao kèo giữa người và ác quỷ là có giới hạn. Thông thường, con người chỉ có thể lập giao kèo từ 1 đến 3 là nhiều nhất. Nhưng nhìn tao này, tao không hề lập giao kèo trực tiếp với ác quỷ. Vì thế đến bây giờ thể xác của tao vẫn còn nguyên vẹn. Suy cho cùng, mày chỉ là vật thế mạng của tao thôi. Tao rất ghét điều này, những ngươi thí là ghê tởm nhất mà tao từng thấy. Mà chất cũng giáp quay với ác quỷ là... Giao kèo giữa người và quỷ được thực hiện dựa trên win-win. Tao chưa hề phá luật lệ gì ở đấy. Noel, chính mày đã tự nguyện biến điều ước của tao thành hiện thực. Và tao rất biết ơn mày vì điều đó. Nhưng tin đồn về tờ đoàn Stellar State và Laplace được giải phóng là sự thật đúng không? Laplace được giải phóng? Mắc cười quá. Xin lỗi nhé, mày đã nghe được gì từ Sibila vậy? Có phải mày đã nghe cô ta nói Stellar State có liên quan đến kết quả cuộc thi? Hoặc là chúng đã cố kiểm soát thành phố này bằng tiền hoặc quyền lực hay gì đó lại gọi vậy? Tất cả đều là bịa đặt thế. Bọn ta làm thế để dụ mày thôi nhóc con ạ. À. Sao hả? Hài lòng rồi chứ? Lấy lúc tụi mày phải chết rồi. Ok, đội sờ quát. Chết tiệt. Từ khi nào mà hắn đã? Và bây giờ ta đã có đủ sức mạnh để giết chúng bọn mày. Cái gì? Người nói cái gì thế? Người ngu quá Kaden. Dành giữa sinh lúc nổi mới mệt mỏi kiếm vớt cái thứ rắc rưởi đó. Và giờ ngươi phải chịu chết chung với nó. Coi có chết lặng nhách quá không? Chào bạn Blue Sugar. Không thể nào. Không. Rõ ràng đây là kẻ thảm mạng. Thì chỉ không phải loại người như thế này. Web, nó là loại người như thế đấy. Ồ, ta sẽ chẳng biết việc này trước khi chết. Còn biết là lý do tại sao ta đã tốn thời gian dẫn đen đứa tụi mày không? Đừng, mau dừng lại. Sau khi cuộc kết thúc, ta nhớ tiết lộ với mày rằng đã có một sự thay đổi nhỏ về cuộc thi vì lý do nào đó. Thực ra đó không phải là dối, nhưng mày muốn biết không? Ta bảo là đủ rồi. Ưa thằng này có liên quan à? Một điều đơn giản. Chính tao là kẻ đã can thiệp vào nó. Sao? Để trở thành nghệ sĩ dương cầm danh giá, mọi người ai nấy cũng đều tập luyện như Diane ngày qua ngày. Và mày là một niềm tự hào trong mắt ban giám khảo và lũ đó. Và tao khá chắc việc mày sẽ đồng ý lập giao kèo với ác quỷ. Cảm ơn cô, Noel Security. Vì lòng đam mê không đáy của cô, nên tao có thể có cơ sở lợi dụng điều đó. Đừng nghe hắn nói, máu chạy nào. Giết bọn chúng đi. Ok, giờ sẽ chạy nhanh.